Thử hát cầu trăm ngàn, ăn được dĩa chợ Phố Hiến Hưng Yên. Let's go. Bún đậu mắm tôm bao nhiêu suất ạ? Bún đậu mắm tôm đại trà là 25-30. Bún đậu không thì là 20. Lấy con thằng 30 chứ. Như vậy giờ để như này để cho gáo giàu. Bắt đầu lên sóng đấy. Ba đời đây của con đúng không? Chưa nóng hổi chưa? Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn đây. Ôi trời ơi. Cho miếng ớt vô. Không quá nồng nha. Nhưng mà tự nhiên lỡ bỏ nhiều ớt quá cay. Nè, đây là chả cốm nè. Bên ngoài giòn rồi, phải không? Bên trong nè. Béo. Tự xin. Không cần thò nha, con biếu mất thu nha. Biếu mất thu không cần cối, à biếu không phải cối. Cảm ơn nha, bye bye. Yeah. Con mua một ly chè mang đi. Vâng. Cái này là đổ rồi ha. Rồi, rồi. Rồi nó bâu vào nó thấy hình ảnh của nó thằng bên kia nó to hơn nó. Đây một cái ly chè thập cẩm 40 năm. Hồi đó nhà mình bán ở chợ cũng có một cái cô bán đậu đen nhỉ, mùi vị chen. Chào cô, đây là món gì vậy cô? Đây là món gì vậy? Bánh cuốn trứng nè. Kiểu con cũng ăn bánh cuốn như thường, ta để nhân thôi chứ không có ai bỏ trứng như thế này. Hành phi ở trên á. Trời ơi nhìn hấp dẫn chưa. Ăn mà được chủ quán phục vụ tận tình luôn. Thơm lắm. Con rửa nha. Không cần thòi nhé, con biếu cho cô nha. Không cần thòi, không cần thòi. Con biếu cho cô nha. Vâng. Chúc cô buôn mà bán đắt nha. Vâng. Ăn bánh rán nha. Cô tự làm hết luôn hả? Vâng. Người Hà Nội à? Dạ không, con người Sài Gòn. Người Sài Gòn à? Nhưng mà thật ra là miền Tây, gốc miền Tây. Rất là nói nghe tiếng hay. Vâng. Không cần thòi con nha, con biếu cho cô nha. Không, con không cần. Không, biếu nha. Sao? Nha. Thôi, được rồi. Chế dứa bao nhiêu ạ? Không, cô làm bánh cua 10.000 đi. Vâng. Đây, 10.000 lấy một quả bén. Dạ rồi, con gửi. Không cần thòi nha, con biếu nha. Cảm ơn nha. Vâng, cảm ơn cô. Chúc cô mai bán đắt nha. Cuối cùng chúng ta chén miệng bằng món thơm. Ok, vậy là mình đã hoàn thành hết rồi nha. Muốn mày đâu nữa thì mình lẫn trình biết.